Ôi, siêu nhân thần kiếm biến hình. Trời ơi, oh my god, anh em nhìn kìa, trời ơi, skin mình đẹp quá anh em ơi. Oh my god, mình đã biến thành siêu nhân thiệt rồi nè. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường học ma quái. Yeah. Ok, thì như anh em có đã biết là trong tập trước mình đã biến thành một nhân vật ở trong Marvel, đó chính là khổng lồ xanh. Thì hôm nay mình sẽ biến thành nhân vật nào nữa đây thì anh em hãy đánh, hãy chờ xem nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ về nhà cái đã. Cái nhà mình bên đây. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà nè. Đây chính là dàn PC của mình anh em thấy không? Đây, phong cận TV đó, đây chính là kênh YouTube của mình nè. Mình hay mình xây luôn cả kênh YouTube của mình trong Mini World luôn anh em thấy ghê không? Ok, thôi chơi game tí nào. Trời, hồi ơi anh em ơi. Hồi nãy mình đang ngồi mình đang chơi game thì tự nhiên mình buồn ngủ quá và mình ngủ quên ở trên bàn máy tính luôn. Ủa, nhưng mà sao cái bộ đồ mình lạ lạ vậy? Mình bị biến thành ai thế này? Trời ơi, hóa ra là không phải là chỉ có ngủ ở trên giường mình mới bị biến thành người bình thường anh em ơi. Bất kể khi nào, kể cả khi mà mình ngủ quên, mình vẫn có thể biến thành người khác. Bây giờ mình đã biến thành nhân vật gì rồi đây? Sao mà nhìn nó lạ lạ quá, hình như giống nhân vật ở bên Nhật Bản nè, nhìn mặt có cái trên cái trán nè anh em, nó có đeo một cái băng ron hình cái lá cờ của Nhật Bản. Trời ơi, hình như cái ông này là ông làm nghề bán sushi hay sao á, nhìn giờ quen nha. Nhân vật này quen, ta hình như là tuổi thơ mình thấy rồi sao á. Hình như là, đúng rồi, hình như đây chính là ông siêu nhân hoàng kim ở trong phim siêu nhân thần kiếm hay sao anh em ơi. Trời ơi, nhìn skin giống nó luôn à. Vậy tính ra thì ông này phải có một cái xe sushi. Oh my god. Ok, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi xây cho ông này một cái xe sushi để ông bán, để cho giống cái nhân vật ở trong game, để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ khi mà mình biến thành siêu nhân thần kiếm nha. Trời ơi, biến thành nhân vật của tuổi thơ. Trời, có bạn nào thích coi siêu nhân thần kiếm không? Bạn nào thích coi hãy bình luận cho mình biết nha. Bình luận số 1 cho mình biết nha anh em. Ok, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ mở một cái tiệm bán sushi ở gần đây. Trời ơi, sao tự nhiên mình biến thành nhân vật này á, là mình có được cái cảm giác cái gì ta? Cái sở thích của nhân vật này á anh em, là mình cảm thấy mình rất là thích bán sushi luôn. Tự nhiên bây giờ mình cảm thấy trong người mình nó muốn mở một cái cửa hàng bán sushi ghê luôn anh em. Bây giờ mình sẽ đi vào trong trường đi. Ok, mình sẽ vào trong trường để mình xây một cái quán sushi mình bán nha anh em ha. Ok anh em, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ mở một cái quán sushi ở kế bên cái canteen của mình đi. Ôi trời, ở đâu mà ra mấy cái thùng tùm lum thế này. Trời ơi, cái canteen này chắc là bên canteen người ta mới nhập hàng về, người ta lấy bánh kẹo à, chứ này người ta nhập bánh kẹo về nè. Nhưng mà sao người ta lại quăng rác bừa bãi thế này, đầy thùng ở đây luôn. Trời ơi, giờ dọn sao đây trời, mình tính xây một cái tiệm sushi chỗ này mà. Không biết cách nào để dọn không ta. Đúng rồi, mình đã biến thành siêu thần kiếm rồi thì mình phải có đồng hồ để biến thành siêu nhân chứ. Thôi đi coi. Ủa, trong người mình có cây kiếm nè. Ủa, ra còn đồng hồ để biến thành siêu nhân đâu, ở chỗ nào? Để mình về nhà thử coi, nhiều khi mình để quên trong nhà thì cũng hay. Ok, về. Ok, để về phòng coi. Rồi coi có cái gì đây không ta. Ủa, cái này cái gì đây? Ui, cái này nhìn giống cái đồng hồ của hình cái miếng sushi của siêu nhân vàng kim trong siêu thần kiếm nè anh em. Trời ơi, lấy đem đi. Ôi, cũng đập khá là lâu nha. Trời, đúng là cái đồng hồ siêu nhân nó cứng thiệt chứ, đập lâu không? Đập bằng tay cũng hơi lâu nữa nè. Ui, bụp, ok rồi. Yeah, vậy là mình đã có được cái đồng hồ để biến thành siêu nhân rồi anh em ơi. Trời ơi, nhìn nè. Cầm trên tay nè. Trời ơi, biến hình. Hay nha. Để mình đi ra ngoài biến hình thử xem. Ok, đứng đây biến hình thử xem. Để coi nó có gì hay không. Ok, chuẩn bị chưa anh em? Ui, siêu nhân thần kiếm biến hình. Trời ơi. Oh my god, anh em nhìn kìa, trời ơi, skin mình đẹp quá anh em ơi. Oh my god, mình đã biến thành siêu nhân thiệt rồi nè. Trời ơi, đúng là cái siêu nhân thần kiếm vàng kim luôn, đúng đỉnh luôn. Ông này thì ông đánh kiếm cực kỳ hay luôn á anh em. Ok, giờ mình sẽ qua bên trường thử nha. Nhảy hai tường, trời ơi, nhảy hai block qua cực kỳ dễ dàng luôn, đúng là siêu nhân khỏe thiệt chứ. Ok, để mình qua mình dọn cái đống thùng này coi. Bây giờ mình nghĩ là mình đã biến thành siêu nhân vàng kim thần kiếm rồi thì dọn cái đống thùng cũng đơn giản thôi, chỉ cần mình là sử dụng chém thôi là được. Ok, chuẩn bị chưa? Ok, bay hết đống thùng luôn rồi. Tạm biệt nha, bye bye. Đi mình giỏi. Ok rồi, cái đống thùng nó bay qua kia luôn anh em ơi. Giờ chỗ này đã trống rồi, mình có thể xây cái tiệm sushi của mình ở đây rồi. Ok, khoan để mình biến là thành người bình thường cái đã. Biến hình. Ok rồi, ha. Hay lắm. Bây giờ mình sẽ xây cái tiệm sushi đây thì mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ luôn anh em thấy không? Đó. Giờ mình sẽ xây cái tiệm sushi đây nha. Mình nghĩ mình sẽ sử dụng lốc này. Lốc thép nè. Ok, lấy hết luôn đi, lấy hết xong đó mình sẽ xây ra sau. Lấy nè, đó. Lấy hết.
Đây, đó, chuẩn bị đồ, lấy hết rồi, ok. Nè, ui trời, full đổ tiêu rồi, thôi kệ kệ, giờ mình sẽ xây đây trước nha. Mình sẽ xây một cái tiệm sushi ở gần đây nha anh em. Đây, để coi coi. À, thì cái ông này trong phim á là ổng là chỉ có một cái xe bán sushi nhỏ thôi, nhưng ở đây là mini world cho nên mình sẽ xây chỏng một cái tiệm bán sushi thật là bự luôn. Ok. Đó, xây như thế này. Ok, xong. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vào bên trong nha. Đổ nước vào bên trong nè. Một bình nè. Đó, rồi đây là hai bình nè, đó, ok. Sau đó mình sẽ thả mấy con cá vào. Đó, ui, sao mấy con cá nó bơi ra ngoài, chui vô, trời ơi, sao kì vậy, mấy con cá nó bơi ra ngoài được luôn, anh em lại. Nó có chết không ta, vãi nồi. Ok, đây cái hồ nuôi, để nuôi cá nè, đó. Ô, vãi nồi, mấy con cá nó bơi ra ngoài luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ sẽ trang trí, lắp đèn vào cho nó sáng. Mấy con cá này bị chết rồi, no, chết mấy con cá tôi rồi, nó bơi ra ngoài. Thôi kệ, cho mình nuôi mấy con cá màu xanh thôi. Cá màu vàng bị bơi ra ngoài, bị chết rồi. Ok rồi. Đó, đẹp. Bây giờ mình sẽ bày sushi ra cho ta ăn nha. Đó, sushi cá nè. Rồi sau đó là sushi tôm. Đây chính là sushi tôm, mình sẽ đặt vào đây luôn. Sushi tôm, đó, đây là mấy con tôm nè anh em. Đây chính là sushi tôm. Tiếp theo nữa là sẽ là sushi trứng. Đó, sushi trứng. Rồi, tiếp theo đó là gói ở cái này là sushi. Đây mình đập ra, cái này ra đi. Đó, ok. Rồi, tiếp theo đó là một dĩa combo sushi luôn, combo sushi đầy đủ các loại sushi luôn. Đó. Quá đẹp anh em ơi. Đó, này thấy không? Đó, một combo sushi luôn. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ đứng đây để mình bán sushi nha anh em. Ha ha. Thôi trời ơi, nãy giờ ngồi phủi rùi không à, nãy giờ không có ai đến mua hết, thiệt chán ghê luôn anh em. Ôi rùi trời đẹp. Anh ơi. Hả? Gì? Vô đây ăn sushi anh. Trời ơi, chỗ em mới mở quán sushi ngon nè, vô đây anh ơi. Ờ mà anh đâu, trời ơi, người ta đang đói, người ta muốn đi kiếm cái gì ngon ngon ăn. Quán này quán gì sao tự nhiên mở đây vậy? À, ôi anh đang đói phải không? Trời ơi, đúng rồi, quán em bán sushi ngon lắm. Vô đây ngồi anh, vô đây ngồi. Sushi là cái gì? À sushi hả? Sushi là cơm với lại cá đó, thì cái này làm theo kiểu đồ ăn thức ăn của Nhật Bản á, rất là ngon luôn. Mời anh vô, anh ngồi đi, tôi bán cho anh. Trời ơi, nghe hấp dẫn đó, nhìn mấy cái gì xanh đỏ thì ngon vậy, cho dạ đúng rồi đây. Ok, dạ vậy để em làm cho anh nhé, em sẽ làm cho anh thịt tươi luôn. Trời ơi, mới đây luôn nha. Trời nè, anh thấy không? Ủa, cái này anh thịt sống luôn hả? À đúng rồi, cái này là ăn sống. Ồ cái này mới nè, lại đỏ quá rồi. Ok, để em xem coi. À em làm cho anh sushi cá ngừ nha. Để coi con cá nào béo béo, lấy chanh nè, từ con cá nào được ta. Ừ, để xem coi. Ờ con cá này được nè, để mình mở ra. Ok. Mình sẽ bắt con cá này đi. Rồi, để mình lấy thịt nó. À cái đồ khoan rồi lại. Tụp nè. Ok, bắt con cá này đi. Ok, đóng lại. Rồi, giờ mình sẽ làm sushi cho cái anh này. làm thôi. Ừ. Ồ vậy là ăn cơm với cả cá sống luôn hả cậu? Dạ đúng rồi anh. Đây sushi của anh này đó. Nhìn ngon không? Trời ơi, nhìn thịt này. Chưa bao giờ mình nghĩ trở thành mình ăn được thịt sống. Cái này ăn được không vậy? Ăn về có đau bụng vậy? Không, cái này là ăn là đồ của Nhật Bản này, ta ăn sống người ta không bị đau bụng. Trời ơi, đồ tươi mà, đồ tươi. Ôi anh thử miếng coi. Nhầm. Trời ơi. Ngon không anh? Được á, ngon á, nhưng mà cái này bao tiền miếng đắt không? Dạ trời ơi, chỗ em bán rẻ lắm, chỉ có một viên kim cương một miếng thôi. Thôi, ngon bộ rẻ là thiệt nè, tin nè, đó, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh, dạ. Ủa trời anh em ơi, vậy là mình đã bán hàng được rồi, được một miếng sushi rồi. Ok, giờ đứng đây tiếp nha, mình sẽ đợi coi còn khách nào đến mua. Hay trời ơi, đúng là sushi này bán ngon ghê luôn. Ngồi tiếp nè. Ôi trời ơi, lại có ruồi nữa, thiệt chứ mấy miếng sushi chắc mình phải đem mình vứt rồi anh em ơi. Mấy miếng sushi ở bên ngoài đó. Ủa gì vậy? Dạ chào anh. Ồ trời, đông quá trời. Ủa anh đến mua sushi hay anh? Trời quá trời người luôn. Ủa mày quên mặt tao mày. Mày nhớ không? Cái hồi mày chuẩn bị lập cái quán này ra, mày qua đây, mày đăng ký kinh doanh rồi, mày đã gặp tao rồi, tao dặn mày cái điều gì mày có nhớ không? Điều gì anh? Ủa mà sao anh lùng tịch rồi? Em không thấy rõ mặt anh đâu. Anh ngước lên cho em coi nhìn mặt anh lùng quá em không thấy. Anh nói rằng là cái khu này là khu của tao thống trị, mà nhìn anh em tao coi, đông như kiến. Trời ơi, tao nói rằng là cái khu này là khu của tao. Tao mất rất nhiều mồ hôi công sức để quy tụ anh em về bảo kê cho các quán đây làm ăn. Bây giờ mày bán được hàng á thì mày phải chi cho tao. Tỷ lệ tao đã quy định rõ rồi, ai ở đây cũng phải làm vậy hết á. 73 đó, tao 70%, mày 30%. Giờ á mày không đồng ý á thì mày dẹp quán.
trời, cái tiệm mày tôi mở ra tôi bán là cái đất này là đất của nhà trường, và tôi xin thầy hiệu trưởng mở tiệm sushi đây, thầy hiệu trưởng đã đồng ý là liên quan gì đến anh mà anh đòi tiền bảo kê đúng không? Anh đang đòi tiền bảo kê đúng không? Tào lao, mày biết không, cái khu này á, ngày xưa là cái khu mà không ai biết tới, nhờ băng búa rìu của bọn tao kéo đến đây nó mới nổi tiếng. Từ cái sự nổi tiếng đó thì mày mới có khách. À, thì bây giờ mày phải chia cho tao 70% số tiền của mày. Nếu mày không chia á thì mày dẹp quán đi. Mày nghe mày, tao đập đập. Ôi trời ơi. Anh kia làm gì đi ra đi. Mày cả mày. Tao đập. Đi ra đi ra ngoài, đi ra ngoài coi trời, anh bất lịch sự vô hết chứ. À, nó đánh mình, anh em đâu, xông lên giết nó. Ê, mày làm gì vậy? Tôi đâu vậy? Ơi, cái gì vậy? Ôi trời ơi. Anh tính phá quán tôi hả? Trời ơi anh em ơi, mấy người này kỳ quá. Mình không trả tiền bảo kê cái họ muốn phá quán sushi của mình kìa. À, ta tức rồi nha. Này, tôi nói cho mấy người biết, mấy người làm gì thì làm nhưng mà không được đụng vô quán sushi của tôi nghe chưa? Trời ơi, đây là quán sushi của tôi mà. Hả, mấy người ghen lắm. Được, chờ tôi đi. Trời, mình phải tìm cái chỗ để núp cái đã. Ui, được rồi. Vậy hãy xem sức mạnh của ta đây. Đồng hồ siêu nhân. Ê, biến hình. Rồi. Ha ha, rượu hoài không thích uống lại thích uống rượu phạt. Vậy thì mấy người cứ nhào vô đây, tôi sẽ xử lý hết. Trời ơi, nó đơn giản gì đâu á. Hãy xem đây. Trời ơi, bay sát nó luôn. Còn mấy người kia nữa, nhào vô. Một bịch tôi cân hết. Tôi là siêu nhân thần kiếm mà. Nhào vô đây. Hơi trời ơi, game gì đâu mà nó dễ. Vậy là mà nó dễ vậy đó. Trời ơi, mấy thằng ách con này. Tết nhất tới nơi rồi, không chịu ở nhà phụ ba mẹ gói bánh chưng, dọn dẹp nhà phụ ba mẹ đi mà đi phá làng phá xóm, phá quán của ta nữa ha. Tụi mày ghen lắm. Trời ơi, lần này tao bắt vào hết. Bây giờ tao sẽ cho tụi bay lên trời chơi nha. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Hoái cha. Trời ơi, nở như bông hoa luôn. Ôi, còn cái thằng kem, thằng thủ lĩnh cái ơi. Trời ơi, chết queo. Trời ơi, anh em ơi, đúng là mấy cái thanh niên này thiệt. Đi phá làng phá xóm của ta. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong Hero Team của mình, đó chính là anh Mr. Bịch, Timmy TV với lại Camu TV, để subscribe hỗ trợ các thành viên trong Team Hero nha. Và hôm nay mình đã biến thành siêu nhân vàng kim và xử lý hết bọn gì ta phá làng phá xóm gì vô phá quán sushi của mình. Ai làm gì làm chứ đụng mấy quán sushi của mình là có chuyện đó. Ok, và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye.